Bình Dương sẽ thành vùng đô thị công nghiệp dịch vụ hiện đại vào năm 2050. Ngày 6 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 15 thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 theo quy hoạch mục tiêu phát triển đến năm 2030. Bình Dương sẽ trở thành là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện, thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại và là đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là khu vực vững chắc về quốc phòng, an ninh và hợp tác cạnh tranh về quốc tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10% trên một năm. Tầm nhìn đến 2050 thì Bình Dương trở thành vùng đô thị công nghiệp dịch vụ hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt với mức thu nhập của người dân tương đương với các nước phát triển. Quy hoạch của tỉnh Bình Dương thì được nghiên cứu công phu, đồng thời xây dựng dựa trên cái hệ thống là thông tin dữ liệu khá đầy đủ về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, đảm bảo tính khả thi. Thì nhà đầu tư bất động sản có thể tham khảo để có kế hoạch mục tiêu đầu tư phù hợp tại cái thị trường tiềm năng như Bình Dương, các bạn.